phẩm Việt Mỹ xin kính chào quý khách. Có lẽ với mỗi người con xa quê hương đều muốn giữ được phong vị truyền thống của quê nhà trong nếp sinh hoạt đời thường, và đặc biệt là trong những dịp lễ Tết, những mâm cơm cúng dâng lên bàn thờ gia tiên sẽ không thể thiếu được những dĩa chả lụa mang hương vị quê hương. Và để phục vụ cho bà con Việt kiều xa quê vẫn có đầy đủ hương vị quê hương, thì hôm nay máy thức phẩm Việt Mỹ chúng tôi xin giới thiệu tới bà con Việt kiều dòng máy xay giò chả lụa 2kg 1500W, sử dụng điện 110V, có khoang bao đá 2 lớp. Đây là một máy đã được rất nhiều Việt kiều hải ngoại lựa chọn để làm chả lụa sạch, và máy đang có doanh số bán top đầu hiện nay trong mẫu máy đi nước ngoài với giá bán là 3,3 triệu. Về thông số kỹ thuật của máy, với motor 1500W sử dụng motor mới cuốn bằng dây lao động nguyên chất 100%, giúp máy có độ bền vượt trội hoàn toàn so với motor cũ được cuốn lại hay các loại motor hàng bãi. Cái khung và nồi hoàn toàn bằng inox cao cấp, điều này đảm bảo đến độ bền, kháng khuẩn và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Với trọng lượng của máy là 17kg thì riêng khối motor đã nặng lên đến 12kg, thì quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu máy này. Với thiết kế khoang bao đá 2 lớp đảm bảo thịt luôn được giữ mát trong khi xay, không gây hỏng giò do sinh nhiệt trong quá trình xay. Với lớp khung kính cường lực trong suốt giúp quý khách có thể theo dõi dễ dàng được toàn bộ quá trình xay và kiểm soát được chất lượng chả lụa. Sau đây tôi sẽ xay thực tế để quý khách có thể cảm nhận được chân thực nhất. Trước hết tôi sẽ cho đá vào khoang xay để đảm bảo nhiệt độ của thịt khi xay không bị nóng, bị bở trong quá trình xay. Tại đây chúng tôi có 1,5kg thịt và mỡ và các loại gia vị cần thiết để xay giò chả. Tôi sẽ cho lần lượt các nguyên liệu vào. Máy được thiết kế ra chút lập, rất dễ dàng để lấy thực phẩm ra sau khi xay. Tôi sẽ tiến hành lấy giò sống ra. Quý khách thấy rất là nhuyễn, quánh và dẻo đúng không ạ? Dao xay được sử dụng cho mẫu máy này chính là thanh dao ba cánh sắc bén vô cùng chất lượng, và điểm nhấn của mẫu máy này đó chính là khoang bao đá mà nhiều khách hàng khi bắt đầu tìm hiểu về máy xay chả lụa thì đã thắc mắc tại sao máy cần phải có 2 lớp. Thực tế để xay đồ nẻ chả lụa ngon cũng không phải là vấn đề đơn giản là chỉ cho thịt vào xay là được, mà yếu tố quyết định ở đây là khi xay thịt phải nhuyễn, dẻo và có độ kết dính. Nếu chỉ cần xay quá thời gian hoặc thịt bị nóng thì thành phẩm chả lụa sẽ bị hỏng, khô, cứng và không đạt yêu cầu. Nên tác dụng của khoang bao đá 2 lớp có tác dụng ổn định nhiệt độ, giữ cho thịt luôn mát và không quá nhiệt, không bị khô và mất lớp liên kết nhũ tương bởi ma sát giữa thịt và lưỡi dao khi xay với tốc độ lên đến 2900 vòng 1 phút. Nên lớp bao đá là vô cùng cần thiết. Một thiết kế thông minh của dòng máy này đó chính là khả năng xay đa năng với rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau như xay thịt, xay pate, xay luộc, xay chả bông, xay khô bò, khô gà, xay các loại gia vị. Về chế độ bảo hành, Việt Mỹ chúng tôi bảo hành toàn quốc 12 tháng. Về chương trình khuyến mãi, khi mua máy tại Việt Mỹ, quý khách sẽ được tặng một bộ quà tặng trị giá 300.000, gồm có một dao xay dự phòng, một thanh đánh nút chả bông, một khuôn làm chả lụa inox cao cấp loại 1kg,
và một dụng cụ tháo lắp lưỡi dao. Đặc biệt khi mua máy xay chả lụa thì chắc chắn quý khách sẽ cũng cần đầu tư làm khuôn chả lụa. Hiện nay Việt Mỹ đang cung cấp khuôn làm chả lụa inox cao cấp chuyên nghiệp với giá bán cho loại 0,5kg là 60.000 và loại 1kg là 70.000. Về phương thức mua hàng, phương thức 1, nếu quý khách có người nhà tại Việt Nam có thể nhờ người nhà qua trực tiếp công ty để lựa chọn mẫu máy, sau đó người thân sẽ gửi qua cho quý khách hàng. Về phương thức 2, quý khách lựa chọn model trên website của máy thực phẩm Việt Mỹ, liên hệ mua hàng và thanh toán. Chúng tôi sẽ liên hệ với vận chuyển giao hàng đến tận cửa nhà quý khách trong vòng từ 5 đến 10 ngày tùy theo quốc gia. Cước phí vận chuyển sẽ do quý khách thanh toán. Hy vọng bà con Việt kiều sẽ lựa chọn được mẫu máy xay chả lụa chất lượng nhất. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ số hotline 0906 224 288 để chúng tôi tư vấn chi tiết nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.